Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chị Trâm Game của mình. Và trong video ngày hôm nay thì tụi mình sẽ cùng tiếp tục tới game ARK Survival Evolved này nhá. Tập này để xem coi chắc là mình sẽ đi tem cái con thử đi tem thử cái con Gigant Glacial, thử xem cái con đó nó mạnh tới cỡ nào nhá, nó có mạnh hơn cái con T-Rex mà tập trước mình đã bắt hay không nhá. Cái con này là các bạn kêu là mình nên đổi tên nó thành là gì ta, khủng long chấm xét ấy, thì mình thấy cái tên nó cũng ok được đấy, tại vì cái con này nó chiêu nó chủ yếu là giật xét mà, cho nên là các bạn kêu mình để tên là khủng long chấm xét như vậy là cũng là hợp lý thôi. Rồi mình sẽ đổi tên cho nó thành là em khủng long chấm xét luôn. Mình không biết là cái con này nó có mạnh hay không nữa, nhưng mà có bạn kêu với mình là cái con này là mạnh nhất ở trong cái mod búp luôn á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không phải đâu. Tại vì trong cái mod búp này nó còn mấy cái hệ Remo, nó còn mấy cái hệ mà mình chưa biết nữa. Mình nghĩ mấy cái hệ đó nó mới giữ nè. Đam cái con này thì mình thấy nó cũng vừa phải thôi à. Nó đánh một lần được 100 mấy chục nghìn đam á. Còn nó cạp chay thì là 300 nghìn. Là cái con này cầm đi đánh boss được rồi. Với lại mình sao ta, hôm qua mình đánh được cái con Asian gì đó, Tuki gì đó. Mình được 4 cái cục Golden Kibble kia. Là mình có thể dùng 4 cái cục đấy để mà tem được 4 cái con thuộc mod buff luôn. Cái cục Golden đó là tem được tất cả các con ở trong cái mod này. Rồi. Còn cái con Glacial Gigant kia thì mình nghĩ là nó chỉ cần tem bằng thịt thôi là được rồi. Cái con đó chắc không có cần tem cái Golden đó đâu. Từ để mình về nhà mình làm cái bộ giáp mà giáp tách mà có thể bay được đi. Cái bộ này nhiều khi nó không có bay được đó, nó không có chạy trốn được. Mỗi lần đi đánh lộ là mình phải toàn gọi thú ra để mà bảo kê không à. Bộ giáp này thấy giáp nó trâu á, nhưng mà thật ra nó cũng không có mạnh đâu. Đó. Để mình chế một cái bộ đồ tech để mà mình có thể bay đi. Mà quan trọng là không biết nó có dùng Element không ta. Element hình như mình chưa có luôn á. Đó. Cái đó mới là khó nè. Đây mình cần một cái áo với lại một đôi giày. Có cái quần đó là được rồi, mình nghĩ tầm đấy thôi. Cái nón với lại cái nón với lại cái bao tay chắc cũng không cần đâu, tại vì mình cũng đâu có vô cái vùng mà bị phóng xạ đâu các bạn, cho nên là chắc không có sợ bị cái hưởng phóng xạ đâu. Khi nào mà mình đánh nhau với lại cái con gì ta, Godzilla thì cái con đó nó mới đánh tới phóng xạ. Rồi, tập trước mình rảnh rỗi mình ngồi mình xây nhà lại các bạn ơi, mình chế một đống mấy cái kia luôn đó, từ nhà đá mà mình nâng cấp lên nhà sắt, rồi sau này nhà sắt nó sẽ thành nhà tách nha. Đấy, cứ mỗi giai đoạn như vậy mình sẽ nâng cấp lên. Ôi, cái bộ giáp tách nè, đó nhìn thấy ngon nghẻ liền không? Sao? Không biết bay được không ta? Ui, được luôn. Rồi, vậy là được rồi. Mình chưa có đánh được cái con boss ở trong cái mod Paradox các bạn ơi. Tại vì trong đây khi mà đánh cái con boss rùa nó sẽ cho các bạn được bộ giáp tách màu xanh lá cây á, như là ninja rùa luôn. Cái bộ đó tới 3.000 giáp cho mỗi món lận, khá là mạnh á. Bây giờ mà mình đánh xong cái con đấy thì sẽ có được cái bộ giáp đó. Lúc đó là nhân vật mình chắc là khỏi sợ vậy luôn á, trừ khi gặp mấy cái con nào đó nó quá bá thôi, nó one hit mình là chết rồi. Mình còn nhiều con mình chưa thấy nữa, mấy con Remo á, hôm qua là mình thấy được cái con Arentavid với lại cái con Riffin, nhưng mà trong đây nó đổi tên là Riffon rồi. Con nó level tới 1.000 mấy lần. Hơi bị chiến luôn á. Rồi, bây giờ để mình sẽ lên đường đi mà bắt cái con Gigant kia nha. Glacial, cái con mà ở tập đầu tiên mình đã bị nó tiêu diệt ở cuối tập á, thế là mình mất hết thú luôn. Phải trưởng thật, giờ mình phải trả thù nó, phải bắt nó để mà cho nó quy phục mình, làm đệ tử mình mới được. Đây, cái con
Glacio. Quanh nó có thêm mấy thằng nữa kìa. Ui, chỗ này sao lắc dữ vậy ta? Hình như là mình chưa có load mod, chưa load map chỗ này sao á? Giờ nó đang load lại địa hình nè. Đợi một xíu để cho nó bình thường trở lại đã. Cái map này nó cũng đang trong quá trình mà phát triển mà, cho nên là vẫn chưa có xong hết các bạn ơi. Ủa mà, sao chỗ này nó lót lâu vậy ta? Hay là do nó có cái hang hay là có cái hồ cá gì ở dưới chỗ mình đứng nhờ? Các bạn thấy chỗ này nó giật không? Nãy giờ mà chưa lót xong nữa, kỳ vậy ta. Rồi, bây giờ nó mới spawn ra mấy cái bụi cỏ nè. Mình nghi là dưới chỗ mình đây là nó có một cái hang đó các bạn. Có cái hang ở dưới đây đó, cho nên nó mới lót lâu như vậy. Mình cũng gần mấy cái hồ cá kìa. Con Glacio này 236.000 turbo à, ok nhá. Để mình sẽ dùng cái con bờ te của mình ra, hoặc là lấy cái con Giga để mà chơi luôn các bạn ơi. Nó là Giga thì mình cũng lấy Giga để mà solo luôn. Đây rồi, cái con quyết kịch Giga của mình nè. Đấy, em này tới 17 triệu máu lận. Mình là Giga nhỏ đánh nhau với lại Giga lớn. Mà cái con này nó mình chưa có nâng đam gì hết trơn nha, chỉ có 716% thôi, nhưng mà nó cạp là turbo cao lắm á các bạn. Đừng có gì bây giờ đây, tập này để mình thu phục cái con quỷ này luôn. Hơi bị đẹp, nó có cái chân màu xanh với lại cái đầu nó cũng màu xanh nè. Nó có cái chiêu mà thả mấy cái bông tuyết đó nhìn đã nha, nhưng mà nó còn non và xanh lắm. Bạn thấy chưa, chỉ cần cái con Giga mình nó cạp hai cá là con nó xỉu ngay. Con này nó ăn gì đây? Exceptional Kibble hoặc là Raw Mutton. Ok, không bỏ đồ ăn như người được ta. Đây, cừu thì mình một đống. Mình nè, ăn đi. Hey. Hey, gì đây? Á đù. Đi đấy, mày chọn cái chết rồi. Mấy thằng mày chọn cái chết rồi. Tao yếu à. Này thì dám tấn công ta. Ui, tem sao được cái con Gigan Glacio này nhìn ghê nhờ. Được. Con này có cần yên không ta? Ui, con này vẫn cần yên à. Về con trai ơi. Để mình về mình test thử đam mấy con này coi. Để nhìn nó đau trời. Quýt kịt đi gà của mình về nha. Cái con này chắc nó cũng mang cái yên gigan thôi, tại vì như đâu có cái yên gigan Glacio nào đâu đúng không? Mấy cái yên gigan này là thuộc mod Paradox rồi. Quýt kịt Legendary Corrupted Skeleton. Ok, gigan đây. Con này mang cái yên gigan thường thôi là được rồi. Khi mà có được cái con thú quýt kịt là mấy cái pha mà để đánh xỉu mấy con thú kia, cảm giác nó nhẹ nhàng các bạn nhờ. Chỉ cần vài cạp thôi là nó xỉu rồi. Còn hồi trước mình không có mấy con quýt kịt này nè, là bắn tên nó lâu vãi tèo luôn. Rồi xong. Xong các bạn ơi, đem được cái con Gigan Glacio rồi. Cho nó ra ngoài chuồng để nó quánh lộn coi. Test thử đam cái nào. Mày đứng đây mày canh nha, đứa nào quýnh mày là mày phải quýnh lại cho tao. Ui, cái con này mà chưa nâng đam á mà nó đã cạp được
58.000 dam rồi các bạn. Rồi tí nữa con này mà nâng lên chắc đi quýnh boss đã nghe. Rồi mạnh dữ. Hay cho nó một loại kinh nghiệm lên, giờ mình nâng lên nè. Máu nè, đam nè. Ui thôi, các bạn nhìn cái phần trăm đam nó lên không kìa, nhiều lắm. Oh my god, trời, mình nâng lố cái speed lên rồi, giờ nó chạy nó đi phải nhanh phải biết luôn á. Bây giờ đố các bạn biết nó cạp bao nhiêu nha, đang là bao nhiêu phần trăm đam giờ? 107.000% đam. Cái con này cạp chắc phải cả triệu đam quá. 1, 2, 3 mày. 1.291.000 đam. Oh my god. Rồi xong. Mấy cái bọn này mà giờ mình mà thấy con boss nào chắc chắn con này ra để mà đồ sát với con boss nó được. Trời ơi. Wow. Ôi, mình thử xài chuột phải coi. Gì đây? Trời, nó gầm mà tuyết rơi này các bạn. Trời ơi. Ui, nó gầm ở phía dưới. Nhưng mà mấy cái con bay trên không á, nó vẫn bị rớt xuống các bạn. Nhìn nè. Hay vậy. Đó. Cái con nào mà trong cái vùng bão tuyết này là bị gây đam hết trơn á. Mặc dù là nó cạp không tới nha. Hơi bị đỉnh luôn á. Ui. Con nào nó bay ngang qua cũng chết nè các bạn coi nè. Mình xài chuột phải cái là cái con bờ ten để chết nè. Đấy. Cái con này nó có một cái là gần gần giống cái con T-Rex kia. Cái con kia là triệu hồi sấm sét giật xuống phía dưới. Xong mà lan ra con này kia. Cái con này thì nó đánh ra nó tạo một cái vùng băng á. Đứa nào mà bay ngang con cũng bị dính nè. Giống như lần trước á, nó đang xài chiêu này mà mình lỡ mình bay vô á, cái là mình té ngựa luôn các bạn. Rất nài liền. Trời. Nhanh đây. Còn này xe là gì đây? Xe không có gì nè, ít coi. Không có gì cần chôn, không có gì luôn. Ui, vậy là cái con này nó chỉ có hai chiêu thôi à. Cái băng này vẫn cứ là vừa rồi thôi. Sao ta? Hôm qua mình nhớ mình có gặp cái con boss T-Rex gì ở đâu rồi, giữa đi đâu rồi ta? Để mình dứt nó luôn, lấy cái kiếp bồ kia thì được. Nó đi sâu trong rừng hay sao á. Ui, mấy cái con này giờ là không có là đối thủ với con này luôn. Ủa, cái con Ancient T-Rex nào rồi ta? Giờ tìm lại tìm không thấy nhờ. Mày làm sao? Ủa nó cắn mình kìa. Mày cắn tao hả? Mày chọn cái chết rồi. Đó, đứa nào mà cứ lại gần là chết nha. Giúp đỡ chút sức mạnh của ta. Rồi sao giật thế. Ôi, bắt đầu. Để mình xuống dưới chỗ cái hồ nước, mình xài chuột phải cái coi. Bữa giờ chưa được quậy rồi. Bây giờ, tới mấy cái hồ. Tại vì cá ở đây nó cũng khá nhiều á. Xài chuột phải coi. Trời ơi. Ui. Có cá ở trong cái hồ là tập bắt. Tông clear nhanh gọn lẹ luôn. Đây không thấy con boss nào nói chuyện với anh ta. Trước mình thấy boss quá trời luôn mà tập này không thấy con boss nào luôn. Đây kiếm ít xem mà bay đó. Bữa nay vô nó lại thấy cái đập mới các bạn thấy không?
ba cái con hạ ly này đúng đúng chất là làm việc tốt luôn á. À, cứ mỗi ngày mình vô là nó thay cái ổ mới, thế là mình có được ít xem tin bay hợp lý luôn. Cho nên là ba cái con hạ ly này mình không có giết nó, mình cứ để cho nó ở đây thôi, cái nguồn thu nhập xem tin bay của mình là. À, cái hồ cá này là hồi nãy mình clear rồi các bạn ơi, cho nên là giờ các bạn không thấy nữa. Cái con này xài chiêu chụp phải là cái mấy cái cây ở gần là nó cũng bị sang bằng luôn á. Hồi nãy ở cái hồ này lắc lắm nhưng mà mình clear rồi. Ở đây nó có cái hang gì nữa các bạn, đầu nhà để mình khám phá coi. Hôm nay có cái gì ghê không vậy, có cái đuốc không ta, để mình cầm cái đuốc lên coi. Đây vô. Khám phá hang động coi. Ở đây có cái hang gì vậy? Một mấy cái cục rít to để đập được không ta? Không được, không được. Rồi. Ghê vậy? Wow. Mình không biết là trên kia nó có, trên kia có bay ra ngoài được không ta? Ở đây nước nó nhỏ xuống nữa các bạn. Ui, hay nha. Trong cái hang này làm nhà được á. Nhưng mà nó không có gì trong đây hết trơn vậy ta, không có sắt, không có gì luôn. Rồi. Trong đây hồi nữa là phải thêm sắt nữa. Ê, Ritto nè. Kìa, xong đập được vậy. Ủa, cái Ritto này là chân cho đẹp hả ta? Sao mình đập không có được vậy? Quái tèo, hàng trưng bày. Không có farm được Ritto trong đây. Bên này thử coi. Ui. Bên này cũng không có gì hết trơn vậy. Mình nghĩ hồi nữa sau này trong cái hang này người ta sẽ làm mấy cái chỗ để mà lấy mấy cái gì ta, mấy cái artifact á. Hiện tại thì chưa có thú trong đây, nếu mà hang này mà có artifact thì chắc chắn là nó sẽ có mấy cái con chuồn chuồn rồi rắn rít các kiểu gì ở trong đây. Dám cá với các bạn là sẽ có luôn. Ôi trời, mẹ hết hồn. Giật cả mình ạ. À. À, nhắc mình nhớ các bạn ơi. Để mình thử đi đi tem mấy cái thằng nô lệ coi. Nhớ mấy thằng mà nô lệ nhìn giống như con người không? Mình tem thử mấy thằng đó về xong mình cho nó làm việc coi có nó làm được những công việc gì nha. Từ hồi mà add mấy con đó vô mà mình chưa biết tác dụng của mấy con đó. Thẳng tiện bây giờ cái clip này còn sớm để mình đi bắt mấy cái thằng đó về xem sao. Chứ mà một tập bắt mỗi con giga không thì nó nhanh quá đúng không? Coi nó không có đã. Đâu rồi, để mình đi ghé qua mấy cái làng của bọn nó coi. Hôm bữa là mình đi một vòng chơi, hình như mình thấy một cái ngôi làng ở ngoài gần bờ biển có mấy thằng á. Nhưng mà mình đang sợ một cái là mình mạnh quá, mình đánh nó không xỉu mà nó chết luôn thì sao trời. Lúc ấy là đâu có tem được đâu. Chắc là mình sẽ ném bô lan hoặc là dùng mấy cái món đồ khác thôi. Đây, hình như là cái chỗ này là cũng có mấy cái thằng nô lệ nữa các bạn. Đây. Nó cầm cái cây kia là hồi trước là nó quánh mình ở chỗ này nè. Nhớ là không lầm là như vậy.
cho con này về nhà cái đã cho nó chắc, không con nó chết. Quả kia mình thủ tiêu vài anh coi. Đi 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 đi. Nó có cái cây bắn độc này khó chịu lắm các bạn, mình phải triệt tiêu cái cây này. Phá hủy cái cây này đi, cây này bắn độc khó chịu lắm. Đưa ba rót. Đây 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 rồi. Chào hả mày. Trời, thằng này 4k turbo luôn các bạn. 4k turbo nè, mày xỉu chưa con? Ho nè. Mày ho với tao hả mày? Xin lại cái tên. Ok. Cái thằng này tem bằng quả tím hoặc là kìa. Trời, đâu thêm hai ba thằng vậy? Da đen hả bộ? Trời. Cái gì vậy? Trời. Con này kinh à. Ok. Càng xài Raptor mà tấn công tao à. Mày mà huấn luyện viên à. Mày. Trời, cái thằng này 480 nó trâu vãi tèo. Mày hết bữa cho tự ra mình phải nã hết với bọn này xỉu đã, xong rồi mình mới cho nó ăn được an toàn. À, chạy à. Chạy à. Ôi, chạy. Chị hai chạy hả chị hai? Chạy hộ em cái chị hai. Rồi xỉu luôn. Rồi thằng nào nữa? Rồi hồi nãy còn hai thằng nữa mà, đâu rồi ta? Đâu rồi tụi bay trốn đi đâu? À đây. À, ngồi vừa chạy à. Mày ngồi mày chạy với tao hả? Xỉu nha con. Ừ, thu lại tên vậy đó. Ui, mình tem được đó luôn rồi, hay vậy. Mình còn chưa cho nó ăn gì luôn á các bạn. Sao mình tem được nó luôn rồi? Ơ kìa, sao thằng này chết rồi các bạn? Có phải tèo. Này ăn quả tím nè. Ấy. Nó đang đói cho nên nó tem nhanh nhờ. Rồi, con người ăn trái cây. Rồi, cứ để nó ở đó xíu. Mày ăn quả tím luôn đúng không? Đây. Ôi, trong người nó có mấy cái hạt gì đây trời. Ăn thịt đùi không? Ôi, nó vừa ăn thịt đùi luôn các bạn ơi. Ấy da. Nó ngon. Trời, biết vậy mà cho nó ăn cái thịt cừu đi là tem một phái một là tem xong rồi các bạn. Tự nhiên cho nó ăn trái cây kia tốn vậy trời. Rồi, chúng ta có thêm nô lệ. Ba thằng các bạn ơi. Ôi rồi. Hai chị da đen. Ôi. Chị này nó có tác dụng gì vậy ta? Cầm thiên cầm giáo đồ nhìn xịn sò con bò vậy ta ơi. Từ để mình thử coi. Huntress. Nó có cái knockout này là gì đây ta? Kill gì đây? Hunt kill. Knockout gì đây? Sen Harvester. Hình như cái này là mình có thể sai khiến mấy cái bộ này để mà đi farm đồ về cho mình đấy. Uầy, được quá ta, để hồi nữa mình về nhà mình thử coi. Chứ mình cũng chưa biết xài mấy thằng này như thế nào nha. Đây à. Ừ. Cho chị mặc giáp vô nhìn chị ơi. Ra gián thủ lĩnh cái nào. Xoài. Ấy, nhìn biết là chị nhìn là thủ lĩnh rồi. Tại vì chị này hiện giờ level đang là cao nhất mà.
Đấy, cho những cái xiên nè, đó cho lấy chị muốn gì xiên thằng nào thì chị cứ xiên. Cho nó cái chắc cơ thôi coi. Để hồi nữa cần gọi nó qua để mà bánh lộn được. Ơi mấy cái thằng này mình cũng nâng máu được gì nè các bạn. Đâu, cho nó uống lọ kinh nghiệm coi. Ui, lên cấp được luôn nè. Heal nè. Đam nè, quay stamina, turbo, chết rồi, đây là cái lọ máu dở mà cái lọ máu xịt của mình đâu rồi, đây đây đây. Thôi mình cứ cho nó uống hết mấy cái lọ này đi, từ từ nó sẽ hồi lại coi. Thằng tem đâu ta? Quý. Trời, nó để cái hình thằng 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 này không mặc đồ vải tèo. Đâu đâu đâu, ok. Chị ơi, từ nha. Để mình cho chị này cầm thử cái xiên của mình coi. Ý. Rồi, chờ nó chị ơi. Đây đây, mình cho chị này xiên cái con này coi. Thế đó. Chị ơi. Chị ơi. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Rồi tấn công, tấn công con này nè. Quấn đi. Quấn đi chị. Chị không làm gì hết trơn vậy. Để em set tinh thành cho chị là thành tấn công nha. Quánh. Quánh thử. Cho nó quánh nhờ. Gì vậy? Cho nó quánh con khác thôi. Đây, đây. Quánh thử con này coi. Nó đi chị. Ừ, đâm nó, đâu ai? Ở đâu vậy? Hello. Gái ơi. Ừ, xiên nó. Rồi, nó xuống nó xiên cá luôn kìa. Trả lại cái xiên cho ta. Rồi nó xuống nó xiên cá nè các bạn ơi, vãi chưởng. Con này sai khi nó đi quýnh lộn hơi khó nha. Rồi nó về cho nó farm đồ thì như thế nào trời. Đây, 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 đây. Xong rồi, xong rồi. Yeah. Ôi, thằng này xin chết con này luôn rồi. Ơ, nó quấn xỉu luôn. Đù. Về nha, về nha, về nha, về nha mấy huynh. Ta có thêm được ba đứa nô lệ nữa. Rồi, về để mình phân chia công việc coi. Thằng này làm cái nô lệ để mà đi farm nha. Có gì đây? Harvester this. Rồi. Rồi, ở đi farm coi, à, coi nó làm được cái gì đây. Nó làm gì đây các bạn? Unkill. Harvest cái này là cho nó đi farm mấy cái nguyên liệu gì đó là ở xa nhà nè. Vừa vừa nè. Set base stop harvester. Harvester ở phạm vi gần cái này là tắt nè. Thì mà nó cứ kêu kêu vậy ta. Nào nó tấn công
nó tấn công mấy cái hàng rào của mình vậy ta? Ui, cái raptor này nó cắn cái rào nhà mình đó, nhờ nó muốn chết rồi. Rào nhà mình là mày điên à? Mọi mà biết cắn. Trời, rào 20.000 máu của ta mà mi dám cắn à? Mà cắn được. Vô đây cũng làm xem xét. Từ từ. Mình thích đẻ nó cái con kia ra ngoài đây nó đi pha cũng coi. Chị này đi farm thử coi. Tại vì chị này mặc giáp xịn mà. Cho chị ấy đi farm luôn. Kinh chị này farm được cái gì đây? Không mấy chị cầm cuốc, cầm mấy cái đồ kia để mà đi farm trời, chị đi lên nhông. Làm đi mấy Quỳnh ơi, Quỳnh đứng đi làm cái gì vậy? Rồi, có người đi tuần tra cho mình luôn kìa. Nhưng mà chưa biết làm sao để cho nó farm xong rồi nó lấy đồ về cho mình ta. Làm sao mà biết được thằng nào farm được cái gì trời? Có cần để cho nó cái học đồ để nó đi farm không nhờ? Từ nha, để mình thử làm một cái thùng đồ coi. Sau đó coi nó thử coi nó farm rồi cho mình không. Box. Farm về bỏ vô đây nha mấy đại ca. Trả thịt lại cho tao. Ừ bro, đi nhanh vậy. Này giống đi nuôi quân quá trưởng. Stop. Oh. Ngồi để cho mấy thằng này toàn nó đi nhông nhông không thấy pha mà thấy bọn này chơi thôi à. Kệ đấy. Thôi. Chắc là mình sẽ tạm dừng clip tại đây thôi các bạn ơi. Clip này chắc cũng được tầm 30 phút rồi. Rồi mình nghỉ ngơi một xíu rồi chút nữa mình sẽ làm thêm một cái clip nữa để mà up để buổi chiều các bạn có thể xem được nhá. Nào thấy hay thì nhớ like, chia sẻ và đăng kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.